VTV Digital. Ơi, nghe nè. Để nhớ con gái để gọi là xây nhà tình nghĩa cho con rể ở. Trên điện thoại của mình search cái việc là canh trứng thế nào đó để ra con trai. Mình chết rất là nặng. Mọi người xung quanh thì lúc nào cũng nói là không biết đẻ. À, có mỗi đứa con trai mà không biết đẻ. Cái cảm giác rất là mặc cảm. Xin chào các bạn, mình là Giang Võ, người sẽ đồng hành cùng các bạn và khách mời trong số podcast hôm nay. Trong đoạn trích ngay đầu chương trình, đó là những tâm sự thật buồn của những người phụ nữ, những người phải gánh lên vai trọng trách sinh đẻ. Dù vất vả về thể xác trong giai đoạn mang bầu, thì họ còn phải gánh lên mình một áp lực tinh thần nặng nề. Đó là sinh được con trai nối dõi. Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, dù tỷ lệ chênh lệch giới tính đang ở ngưỡng cực kỳ báo động. Theo báo cáo tổng quan về bình đẳng giới năm 2021 công bố cuối tháng 10, tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh ở miền Bắc luôn cao nhất cả nước, ở mức 115,5 bé trai trên 100 bé gái. Các chuyên gia nhân khẩu học cho rằng do nhiều vùng dân cư vẫn còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nhiều chuyên gia xã hội học đánh giá đến năm 2050, Việt Nam sẽ dư thừa ít nhất 2,3 triệu nam giới, thậm chí có thể đạt ở mức là 4,3 triệu người. Điều này đồng nghĩa với việc phần đông đàn ông trong độ tuổi lập gia đình sẽ không tìm được bạn đời để kết hôn. Con số đáng báo động là vậy, nhưng thực tế hiện nay, nhiều phụ nữ ở trong độ tuổi sinh đẻ vẫn phải chịu áp lực nặng nề khi buộc phải sinh được con trai nối dõi. Tại Việt Nam, tỷ lệ trầm cảm sau sinh lên tới 33%. Cứ 4 người phụ nữ sau sinh lại có một phụ nữ bị trầm cảm. Tình trạng ngày càng trầm trọng hơn khi ở lần mang thai thứ 2 trong gia đình đã có con gái trước đó. Khi mà mình mang bầu thôi thì mọi người nói với mình rằng là ủa, thế là con trai hay con gái vậy? Khi mà mình nói là con gái ấy, thì mọi người lập tức tạt vào mặt mình một cái kiểu là ô, con gái à, thế thì cố sinh một bạn nam nữa nhé. Con gái thì tôi phải sinh 2-3 bạn thôi. Kiểu như vậy. Và nó khiến cho mình cảm thấy là trời ơi, từ cái niềm hạnh phúc đang mang một đứa trẻ trong người và trở thành một cái phần áp lực là thế bao giờ tôi phải sinh một đứa trẻ nữa và mang giới tính nam bây giờ. Làm thế nào canh trứng, làm thế nào đó có một cậu con trai bây giờ. Kiểu như vậy, mặc dù bản thân mình cảm thấy là có một em bé nữ đã là tuyệt vời lắm rồi. Nhưng mà với một số những cái câu nói, với một số những cái trao đổi thì mình lại cảm thấy là tự mình đặt lên cho mình một cái áp lực. Mặc dù chồng mình hàng ngày vẫn bảo là đừng nghe ông bà ấy mà, quan trọng là em thôi. Nhưng mà mình vẫn đặt lên cho mình một cái áp lực hoặc là mình tìm hiểu cách luôn. Tức là bạn hiểu rằng là đến mức mà trên điện thoại của mình search cái việc là canh trứng thế nào đó để ra con trai. Kiểu vậy. Tức là mình có một phần những cái áp lực nào đó của riêng bản thân mình mà có thể chỉ trong suy nghĩ của mình có thôi. Mà mọi người không biết rằng vô tình cái câu đó của mọi người dù trêu chọc hay dù nói thoáng qua, nhưng nó cũng là một cái để cho cái người phụ nữ đấy, để cho chính bản thân mình phải nghĩ ngợi về nó. Có thể thấy qua câu chuyện của bạn nữ vừa rồi, đó là một câu chuyện không hề hiếm gặp tại các gia đình ở nước ta hiện nay. Tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề đã khiến cả xã hội phải gánh hệ lụy, trong đó đầu tiên là lên vai người phụ nữ. Có những người đã rơi vào những cú sốc tâm lý khó có thể thoát ra. Nhiều phụ nữ khi trầm cảm trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn tới những suy nghĩ hành vi tự tử ở người mẹ và gây tổn hại cho người con. Mình bắt đầu chữa bé thứ hai và có kết quả siêu âm ấy, thì mình đã bị stress một thời gian rất là dài. Khi mà mình đi siêu âm lúc 3 tháng đầu thì bác sĩ có hỏi mình là sinh mổ bé đầu rồi đúng không? Thì mình có trả lời là đúng rồi. Thì bác sĩ có nói là bé này, bé thứ hai thì có vẻ là 90% sẽ giống bố. Sau khi được khoảng tầm 5 tháng khi thai đã lớn hơn ấy, thì mình có đi siêu âm lại ấy. Thì họ lại nói là là con gái. Và lúc đấy thì thực sự là mình không tin được ấy. Nhưng nhiều khi cảm giác mình bị stress thì mình không biết là nên nói với người nhà mình như thế nào, mà không biết chia sẻ với ai nữa, bởi vì cái này nó rất là khó nói. Mình phải nói qua chồng mình. Nhưng mọi người thì bởi vì ông bà rất là mong bé cháu trai nên ông bà đã đi khoe với rất là nhiều người là nó chữa được thứ hai là con trai rồi đấy. Nhưng mà sau khi mà biết là mình chữa
đứa thứ hai là con gái thì có vẻ là không hài lòng. Mình cảm thấy rất là áp lực ấy. Nhiều khi ấy, nằm cả một đêm chỉ có khóc, muốn khóc thôi. Xong nghĩ mà hay là mình nhiều khi còn có ý định muốn tự tử ấy. Mình chết rất là nặng. Mọi người xung quanh thì lúc nào cũng nói là không biết đẻ. À, có mỗi đứa con trai mà không biết đẻ. Cái cảm giác rất là mặc cảm. Khi mà bé đã bây giờ đã lớn hơn rồi thì chị cảm thấy là trong một vài năm tới hoặc trong cái thời gian ngắn tới thì chị có mang trong mình phải trọng trách phải sinh con trai nữa hay không? Mình đã sinh mổ hai bé rồi cho nên là mình rất là lo lắng cho sức khỏe của mình thôi. Bởi vì cái dấu hiệu trầm cảm sau khi sinh của mình thì cũng có. Cho nên là sau khi sinh hai bé thì mình cảm thấy sức khỏe khá là yếu ấy. Và mình nghĩ là nếu mà chồng mình hiểu cho tâm trạng của vợ thì có lẽ là mình sẽ không sinh thêm nữa. Còn ở bên đằng với ông bà nội người mọi người rất là đặt nặng cái vấn đề về trai và gái, và ông cũng có nói với hàng xóm là nhất định là phải đẻ được một thằng con trai thì thôi. Lúc đấy thì mình cảm thấy là người ta không thể nào hiểu cho mình được, và mình cũng có suy nghĩ rất là tiêu cực, nghĩ là thôi nếu mà sống được thì sẽ sống tiếp, mà còn nếu mà ông cứ vẫn cứ bắt ép như thế thì có lẽ là mình sẽ không thể nào sống cùng với gia đình chồng mình được nữa. Chị nghĩ rằng là tại sao mà cái quan niệm trọng nam khinh nữ nó vẫn tồn tại nặng nề như vậy cho đến hiện nay? Cái địa vị trong xã hội ấy, thì con gái thì nhiều khi đi lấy chồng rồi thì sẽ không thể nào lo được cho bố mẹ. Nhiều khi mình đi về nhà mình nhìn thấy có hai bố mẹ mình ở nhà mà mình thương con thì đi lấy chồng hết rồi, ông bà phải ngồi ăn cơm một mình rồi phải tự lo tất cả ốm đau, con cũng không thể chăm được. Thế cho nên là mình nghĩ là họ chỉ muốn một người con trai, có một người con trai để gọi là kể cả khi lấy vợ về thì cũng sẽ có con dâu chăm sóc mình, rồi là sẽ có cả con trai ở cùng nữa. Cho nên là cái vấn đề là phải đẻ con trai của họ, họ suy nghĩ rất là nặng. Họ không thích con gái vì con gái đã đi lấy chồng rồi thì sẽ không không chăm sóc được mình nữa. Hiện tại thì cái mức độ mà người ta muốn đẻ con trai còn vẫn rất là nhiều. Ai cũng suy nghĩ là phải có con trai. Họ sẽ nhiều người họ còn chế giễu là tại sao cứ đẻ nhiều con trai, đẻ nhiều con gái để gọi là xây nhà tình nghĩa cho con rể ở. Người ta vẫn hay có những cái câu nói như vậy. Chị cũng có chia sẻ rằng là nhà chị thì là có ba chị em gái với nhau, và hàng xóm láng giềng xung quanh thì nói ra nói vào rất nhiều, và những cái câu mà chị thường nghe suốt cả cái tuổi thơ của ba chị em gái là như thế nào? Câu nói thì chắc có lẽ nghe nhiều nhất là cái câu về mà chúng con là lũ vịt trời đấy, bé thì ăn hại, lớn thì bay đi đấy. Câu đấy mình nghe rất là nhiều. Mọi người thì lúc nào cũng có cái quan niệm là con gái đẻ xong thì chỉ gọi là nuôi con hộ người ta rồi, lớn như bát nước hắt đi vậy. Câu chuyện vừa rồi khiến cho bản thân mình cảm thấy vô cùng khó chịu và thấy thân phận của một người phụ nữ thật nhỏ bé. Những người thân, người xung quanh họ chỉ quan tâm việc có một người con trai, cháu trai mà quên đi sức khỏe và tính mạng của người mẹ. Phụ nữ đã từng sinh mổ hai lần thì vết thương rất nguy hiểm, dễ bị buộc vết khâu khi mang bầu lần nữa. Thế nhưng trong câu chuyện chúng ta vừa nghe được thì vẫn chỉ là sự mong ngóng và thúc ép đến từ gia đình. Bên cạnh đó, cũng chỉ vì tư tưởng trọng nam khinh nữ cố hữu trong xã hội mà hàng triệu bé gái đã bị cướp đi sinh mạng ngay khi nằm trong bụng mẹ do nhiều gia đình quyết định phá thai. Nhiều gia đình có điều kiện thì sẵn sàng chi tiền sử dụng công nghệ hiện đại để chọn lọc và giữ lại bào thai mang giới tính nam. Hành động lựa chọn giới tính thai nhi này lại càng khiến cho tình trạng mất cân bằng nam nữ trở nên trầm trọng hơn. Chẳng cần nhìn đâu xa, tại Trung Quốc, sau 35 năm thực hiện chính sách một con nhằm kiềm chế bùng nổ dân số, số nam giới ở Trung Quốc hiện nhiều hơn nữ giới khoảng 34 triệu người, còn Ấn Độ thì cũng đã thừa tới 37 triệu đàn ông. Để kết lại chương trình số hôm nay, ơi nghe nè muốn được đọc đoạn trích bài thơ Người bố có ba con gái của tác giả Trịnh Thị Tuyết Mai. Tác giả là cô con gái thứ ba trong gia đình. Do vậy, kể từ khi sinh ra và lớn lên, cô đã bị rất nhiều lời trêu chọc và cảm giác mang tội vì mình không phải là con trai. Những lời thơ chia sẻ nỗi buồn của người bố nhưng ẩn chứa nhiều nước mắt và trách móc vì bị phân biệt đối xử. Nếu con sinh ra là con trai, chắc bố sẽ vui hơn đúng không?
chẳng từng mong đợi thiết tha, chẳng từng khắc khoải cũng là chờ trông, cũng là day dứt có không, nhất nam thập nữ đau lòng bố ơi. 3 lần 9 tháng 10 ngày, trông theo dáng mẹ tính giây phút giờ, 3 lần đợi sự bất ngờ, đón niềm hạnh phúc mơ hồ trên tay, ngắm con giấc ngủ thơ ngây, quay đi bố khẽ thở dài phải không. Con là con gái bố thôi, ước gì đổi phận cho người thấy vui, ước gì qua hết chân trời, cho người cười nhạt những lời ca xưa. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe Ơi Nghe Nè số hôm nay, chương trình do VTV Digital thực hiện. Đừng quên để lại bình luận, quan điểm của các bạn về chủ đề hôm nay hoặc gửi câu chuyện của các bạn về địa chỉ podcastvtvdigital@gmail.com. Và nếu bạn thích chương trình này, hãy ủng hộ đội ngũ làm chương trình một nút like nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!